Camera trượt xoay tại Việt Nam, giá 14,9 triệu đồng. Ra mắt lần đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 4 năm nay, GALAXY A80 gây chú ý khi là mẫu smartphone đầu tiên của Samsung tích hợp camera trượt xoay 180 độ. Hệ thống camera này tích hợp một động cơ có khả năng tự động trượt lên từ mặt lưng điện thoại và xoay 180 độ ra mặt trước. Cơ chế camera này sẽ giúp chụp ảnh ở cả trước và sau với chất lượng đồng đều. Hệ thống camera này bao gồm 3 camera một camera chính 48MP, khẩu độ f trên 2.0, camera góc rộng 8MP, khẩu độ f trên 2.2 có góc rộng lên đến 123 độ và một camera đo độ sâu trường ảnh. Hãng này còn đưa vào máy nhiều tính năng cải thiện chất lượng video lẫn hình ảnh, gồm quay video chống rung, super steady, giảm thiểu độ rung trên video, tính năng tối ưu hóa khung cảnh thông minh, skin optimizer, với khả năng nhận biết và cải thiện đến 30 bối cảnh, cũng như chức năng nhận diện khuyết điểm. Floor Detection, có thể tự xác định các lỗi nhỏ trước khi nhấn nút chụp. Nhờ đưa hệ thống camera vào cụm camera xoay trượt, màn hình của máy được mở rộng ra tràn viền. Samsung trang bị cho máy màn hình Super AMOLED FHD cộng 67INCH, có tỷ lệ hiển thị 20, 9. Samsung cũng đưa vào thế hệ GALAXIA80 này cảm biến vân tay trong màn hình, vi xử lý Qualcomm 7150, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Ngoài ra, máy dùng nguồn pin 3700mAh, hỗ trợ sạc nhanh và dùng AI để tối ưu hóa nguồn pin, giúp cho thời gian sử dụng dài hơn. Theo công bố, máy bán ra thị trường Việt với hai màu sắc chính là vàng hồng và đen. Gia Linh